Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em ha. Trong video chia sẻ hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách thoát chế độ Depot Mode trên những dòng iPhone từ 6S cho tới iPhone X ha. Khi mà anh chị và các bạn direct á, thường là nó bị treo ở chế độ Depot Mode và mình không biết cách thoát, thì trong video hôm nay em đã có sẵn những cái dòng điện thoại ha, đại diện cho từng cái phân khúc 6S, 7, 8 và X ha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thoát ra. Thì khá đơn giản thôi, làm lần lượt nha. Rồi, đầu tiên thì đây là con iPhone 6S ha. 6S hay là 6S Plus thì làm như nhau nha. Bây giờ để kiểm tra nó có đang ở chế độ Depot hay không thì em sẽ cắm cái scap vào. Rồi. Sau đó mình sẽ mở cái bao tool lên. Thì ở đây anh chị và các bạn thấy nó đang ở chế độ Depot Mode nè. Thì đối với con iPhone 6S hay là 6S Plus á, thì để thoát thì mình sẽ, một là mình sẽ mở cái bao tool này lên, mình chọn cái mục là Exit Depot Mode, hai là mình sẽ nhấn giữ phím nguồn và phím Home. Thì ở đây em sẽ giữ cái phím cứng ha, nếu mà anh chị vô tình mà bị vậy á, thì mình bấm là những cái phím này nó không có tác dụng nè, mình sẽ nhấn giữ hai phím nguồn Home cùng một lúc ha, để khi nào mà nó khởi động lên lại hay nó lên táo á thì mình sẽ thả tay ra, nó thoát ra, mất chế độ Depot rồi. Nó thoát ra. Còn nếu mà khi mà nó thoát ra mà nó hiện lên giao diện có cái máy tính mà có cái sợi cáp á thì bắt buộc anh chị phải sử dụng cái bao tool này để mình thoát nha. Còn nếu mà Depot Mode thì chỉ cần thoát bằng phím cứng thôi. 6S, 6S Plus thì nguồn Home là được nha. Đó, đây là iPhone 6S. Đó, ở đây ha. Rồi, tiếp theo. Em sẽ làm tới iPhone 7, 7 Plus. Đây em cắm vào. Thì anh chị và các bạn thấy nè, iPhone 7 Plus Depot nè. Thì đối với iPhone 7 Plus này thì thoát chế độ Depot bằng cái bao tool này thì sẽ không được ha. Nhưng mà nó sẽ gợi ý cho mình để thoát thì mình sẽ nhấn giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng ha. Chứ thoát bằng cách này thì không được nha. Đó, rồi bây giờ 7 hay 7 Plus thì anh chị sẽ nhấn giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng một lúc, nhấn giữ thật chặt luôn. Hoặc là khi mà anh chị muốn khởi động lại máy thì cũng giữ như vậy ha. Nguồn và giảm. Đó. Rồi khi mà nó hiện lên âm thanh nó mất ở trên đây, hoặc là phát ra âm thanh kết nối với máy vi tính nó mất thì thả ra, hoặc là khi mà lên táo gì nè, anh chị và các bạn thả tay ra thì nó sẽ thoát chế độ Depot Mode. Đó, đợi một tí thì nó sẽ khởi động lên nha. Đó. Ok. Rồi. Xong. Tiếp theo sẽ là con iPhone 8. iPhone 8 này thì nó sẽ giống như là iPhone X luôn ha. Và đối với những cái dòng điện thoại đời cao hơn từ iPhone 8 trở lên, bây giờ nó tới 15 Pro Max luôn, thì cách thoát cũng giống như nhau nha. Rồi, thì cắm vào nè, nó hiện là Depot Mode nè. Nhưng mà nó gợi ý cho mình là nhấn giữ phím Volume Up, Volume Down, sau đó sẽ nhấn giữ phím nguồn nè, nó sẽ gợi ý ha. Thoát ở trên đây thì cũng không được nha. Nha, đó. Ok. Thì cách thoát thì đơn giản thôi, áp dụng cho iPhone 8, 8 Plus, iPhone X cho tới dòng iPhone 15 Pro Max bây giờ luôn nha. Anh chị sẽ nhấn giữ phím tăng một lần, giảm một lần, sau đó nhấn giữ phím nguồn. Này em bấm nè. Tăng một lần, giảm một lần, giữ nguồn. Đó. Giữ đến khi nào mà nó hiện lên táo, hoặc là nếu mà có kết nối máy vi tính nó báo, đó, nó tắt, nó kêu thì mình sẽ thả tay ra. Đó, nó sẽ lên. Rồi ha. Ok, vậy là xong. Đó, cách thoát rất là đơn giản cho những cái dòng này nha. Anh chị cần làm đúng, thực hiện theo như vậy là được. Rồi. Thì chế độ Depot đó để mình có thể direct, có thể là restore lại máy ha. Thì tùy máy sẽ có những cái cách khác nhau. Thì ở đây em hướng dẫn cơ bản cho anh chị cách thoát nha. Rồi, video
hướng dẫn của em đến đây là hết ha. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích, có thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube với em nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé.